Thank you.
gia đình toàn đến Chi Linh đã có một chuyến hành trình tham quan du lịch đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, và có làm một clip về làm kỷ niệm, mong tất cả mọi người thông cảm và chúc tất cả các quý vị xem clip vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Rất mong được thông và gặp lại trong những clip sau. Xin chào tạm biệt.